phía dưới là không ác khẩu ngăn việc ác trước đây nói lời ác với người nên nói lời nhẹ nhàng trước đây đối nhân sự thể tiếp vật lời nói không hay dễ dàng đắc tội với người đắc tội với người tự mình còn không biết lời nói người xưa rất xem trọng khổng phu tự dạy học bốn khoa thứ nhất là đức hạnh thứ hai chính là lời nói Lời nói là cửa của quả phúc Người nói vô tâm người nghe có ý Lời nói làm hại người khác Người ta sẽ nhớ Ghi nhớ ở tâm Tương lai có cơ hội Thì họ đến báo thù quý vị Quý vị không biết quả từ đâu mà đến, cho nên lời nói là dễ đắc tội với người khác nhất. khuyến thiện chỉ lỗi đều nên dùng lời nhẹ nhàng, mềm mại. Bằng không bạn tốt của quý vị Sẽ xa lãnh với quý vị Tuy họ có lỗi lầm Quý vị khuyên họ là ý tốt Nhưng ngôn từ thái độ của quý vị không hay Đối phương có thể tiếp nhận không? Thầy giáo dạy học sinh cũng không ngoại lệ Tôi theo thầy Lý 10 năm Thầy nhắc nhở học sinh Tuyệt đối không phải đứng trước mọi người Học sinh đã phạm lỗi lầm Thầy gọi họ vào trong phòng để khuyên bảo họ khuyên bảo Lấy lợi hại được mất phân tích cho họ nghe Học sinh đã hiểu được Cảm ơn thầy giáo Nếu như ở trong chỗ đông người Quý vị khuyên nhủ họ Không nhất định họ sẽ cảm kích Tuy biết là sai lầm Quý vị khiến họ không còn thể diện thì họ sẽ ôm hận trong lòng <laughs> Ngay cả dạy học Ở thời đại này bây giờ Đều không thể đắc tội học sinh Bây giờ thậm chí cha mẹ Dạy con cái Cũng không dám đắc tội với nó vì sao vậy? vì nó không hiểu được hiếu đạo, cho nên sẽ dẫn đến hành vi phản nghịch. xã hội này bây giờ giết cha giết mẹ đã không còn là tin mới nữa, thường xuyên còn. chuyện này trước đây không thể xảy ra xã hội này ngày nay thường có lời nói thái độ của chúng ta có thể không cẩn thận sao không cẩn thận tai họa tự mình mang đến không thể trách người khác Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật Đối với hết thầy chúng sanh Cần phải cung kính Điều này rất có lý Học sinh cung kính thầy giáo Thầy giáo cũng cung kính học sinh Không thể như trước đây thầy giáo đối với học sinh dạy nghiêm túc như vậy không được rồi không tìm được loại học sinh này à, cha mẹ đối với con cái cũng không ngoại lệ bây giờ đều xem họ như người bạn để đối đãi lễ nghi tôn ti trên dưới không còn nữa từ nhỏ không học qua họ cũng không được xem qua quý vị cần dùng lễ nghi tôn ti để đối đãi người thì quý vị đã sai ở thời xưa thì có thể bây giờ không có thể nữa rồi việc này có nên hồi phục không nên làm sao hồi phục người bây giờ thật sự cần lưu ý siêng năng học tập cũng phải sao ba bốn đời mới có thể hồi phục đạo đức nhân nghĩa hồi phục rồi xã hội sẽ yên ổn thiên hạ sẽ thái bình tuyệt đối không phải thời gian ngắn mà có thể làm được nên làm Nếu như không làm Thì thế giới này sẽ quỷ gì Chúng ta làm rất cực nhọc Biết được kết quả Phải sau hai ba đời mới có thể thấy được Chúng ta đời này không thấy được Đây là công đức rất lớn nên làm cần phải làm từ chính mình bắt đầu thì đúng rồi không nên kỳ vọng ở người khác thứ bảy không hai lưỡi hai lưỡi là xúi dục thị phi ngăn lại việc ác trước đây khiến hai bên đánh nhau mối quan hệ của hai người này rất tốt họ ở giữa suối dục khiến phát sinh nghi ngờ lẫn nhau sau cùng biến thành oan gia đối đầu Những người này giỏi về Hai lưỡi Tội này của họ tạo Trong địa ngục có địa ngục cày lưỡi Địa ngục cày lưỡi chính là Do ác nghiệp Hai lưỡi mà chiêu cản rằng Địa ngục không phải do có người xây nên Quý vị không có nghiệp này Thì sẽ không có sự việc này xảy ra Quý vị đã tạo nghiệp này Thì tự nhiên quả báo sẽ hiện ra Như thế giới Tây Phương cực lạc là... Thế giới Tây Phương cực lạc Vì sao Được trang nghiêm thanh tịnh như vậy Không phải Phật A-di-đà thiết kể nên Phật A-di-đà cũng không có mời một đội kiến trúc sư đến xây dựng Chúng ta ở trong kinh đã thấy được làm thế nào tạo thành ngày phát nguyện 48 lời nguyện sau khi đã phát 48 lời nguyện tu hành thời gian dài thực hiện đều thực hiện được hết làm bao lâu 5 ký trong kinh không nói năm tiểu kiếp năm trung kiếp vậy khẳng định là năm đại kiếp năm đại kiếp công đức tu hành này tự nhiên hình thành giống như tình trạng ở địa ngục địa ngục là quý vị tạo tác ác nghiệp tự nhiên chiêu cảm ra Thế giới Tây Phương Cực Lạc là 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Nguyện nguyện là độ chúng sanh Thuần tịnh, thuần thiện Năm kiếp tu hành mà chiêu cảm ra Không phải ở người nào đến thiết kế Không phải người nào đến xây dựng Không có Tất cả đều không có Đạo lý này và ác nghiệp Chiêu cảm địa ngục hiện tiền Hoàn toàn tương đồng Trong kinh chúng ta học qua Trời dục dẫn Từng trời thứ năm gọi là trời quá lạc Cõi trời này phước báo lớn Đúng như chúng ta đã học Tâm tưởng sự thành Họ nghĩ cái gì thì hiện cái đó Cao hơn trời đau suốt một tầng Trời đâu suốt không có thể làm được Trời quá lạc làm được Họ cũng không cần đồ quả cũng không cần thiết kệ Thật là tâm tưởng sự thành Thiện nghiệp cảm được à, thói Trời tha quá tự tại Chính là tầng trời thứ sáu Là tầng trời cao nhất của dục giới Phước báo của họ càng lớn hơn Họ không cần biến qua Họ muốn gì thì cõi trời thứ năm biết được ngay Liền biến hóa ra để cúng dường họ Ngay cả biến hóa họ cũng không cần Nên gọi là trời tha hóa tự tại Tha là gì? Là tầng trời thứ năm Thiên nhân của cõi trời quá lạc Biến hóa cúng dường họ Các vị đồng tu nghe đến đây Quý vị có lĩnh hội được gì không? Chúng ta giảng sanh về đến thế giới Tây Phương cực lạc Tương đương với cõi nào? Thiên nhân của cõi tha quá tự tại Chúng ta đến thế giới cực lạc Tâm tưởng sự thành Ai cúng dường vậy? Phật A-di-đà biển quá cúng dường chúng ta Ngày thế giới cực lạ cũng là của Ngài biển hóa nên để cúng dường chúng ta a di đà Phật ví như trời quá lạc thiên Tầng trời thứ năm Chúng ta đến nơi đó thì biến thành tầng trời thứ sáu Trời tha quá tự tại Phật A-di-đà cúng dường Quý vị có thể lĩnh hội được Quý vị mới biết ân Đức của Phật A-di-đà Đối với chúng ta cao cả biết bao Chúng ta có phước báo như thế nào Để tiếp nhận sự cúng dường của Ngài Trong kinh nói rất rõ ràng Chính là ba chữ Quý vị có đầy đủ ba chữ này Thì tư cách tiếp nhận sự cúng dường của Ngài Ba chữ tính nguyện hành Chân tính Chân nguyện về thế giới cực lạc Chân niệm Phật Quý vị có đầy đủ ba chữ này Thì quý vị giống như Thiên nhân của trời thứ sáu Trong cõi dục giới Quý vị có phước báo lớn như vậy Tương lai đến thế giới cực lạc Tiếp nhận Phật A-di-đà cúng dường Quý vị xem Đến thế giới cực lạc Đức Phật A-di-đà đích thân Ngài đến đón quý vị Phước báo này lớn biết bao Chúng ta ngày nay đi nước ngoài Đến đất nước người khác Tổng thống quốc dân của đất nước đó Có nghìn đón chúng ta không? Chúng ta đến thế giới cực lạ Phật A di đà nghìn đón chúng ta Quý vị dựa vào điều gì? Chính là tính nguyện hạnh Vậy thì quý vị biết Phước bảo của tính nguyện hạnh lớn biết bao có thể cảm động Phật A-di-đà đến nghìn đoạn Đến thế giới cực lạ Phật A-di-đà đến cúng dường quý vị Nghe được lời này nhất định không được thổi tâm nữa Tôi đâu có phước báo lớn như vậy thôi Tôi không dám đi nữa đâu Vậy thì cơ hội này của quý vị sẽ bỏ lỡ ngay trước mắt Cho nên ngẫu ích đại sư giảng kinh di đà yếu giải Tính có sáu điều Thứ nhất nên tính chính mình Nghĩa là quý vị phải có lòng tự tin Tin chính mình là tin cái gì Làm sao tin chính mình Trong kinh điển Đại Thừa Đức Thế Tôn thường dạy Ở thể chúng sanh vốn dĩ là Phật tôi nghe được lời này tôi cũng tin tưởng chính tôi chính tôi vốn dĩ là phật điều này rất quan trọng tự mình không tin tưởng mình vốn dĩ là phật thì quý vị làm sao có thể thành phật được cho nên các bạn học phật điều thứ nhất phải khẳng định chính mình vốn dĩ là phật lời nói này là thật chắc chắn chính xác phật không giọng ngữ chỉ là chúng ta mê thất tự tánh nói cách khác chúng ta là vị phật hồ đồ bồ tát tu hành thành phật đó là phật giác ngộ vị phật viên mãn giác ngộ chúng ta là một vị phật hồ đồ là phật thật không phải giả khi nào chúng ta có thể đem mê hoặc buông bỏ giác ngộ rồi với ngài không khác đạo lý này phải nên hiểu vậy phật phật là ai phật là chính mình không phải người khác như thế chúng ta mới thật sự học Phật Ý nghĩa của Phật là gì? Trong kinh thường nói Phật là lưỡng túc tôn Chính là hai cái viên mạng Thứ nhất là trí tuệ viên mạng Thứ hai là phước bảo viên mạng Hai cái này đạt được đại viên mạng đây chính là phật. Chúng ta học phật không gì khác là tu phước tu quậy. Khi nào phước quậy viên mãn niệm phật giảng sanh đến thế giới cực lạc thì phước quậy viên mãn đến thế giới cực lạc ngày hôm đó thì viên mãn. Vì sao vậy? Quý vị được oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Điều này nói ra mọi người không dễ hiểu. Tôi nói rõ thêm một chút, đến thế giới cực lạc thọ nhận cúng dường của Phật A Di Đà, vậy mọi người dễ hiểu. Phật A Di Đà cúng dường quý vị cái gì? Cúng dường vô lượng phước báo. Cúng dường vô lượng trí huệ cho quý vị, phước báo vô lượng, đến đó quý vị hưởng thọ được ăn mặc ngủ nghỉ quý vị với phật a di đà hoàn toàn không khác thân có vô lượng tưởng tưởng có vô lượng đẹp cũng dường trí huệ là cái gì nghe pháp nghe kim quý vị bước vào giảng đường của phật a di đà Phật nói kinh thuyết pháp cho quý vị mở mang trí huệ. Hai loại cúng dường quý vị đều đạt được. Cho nên người niệm Phật là phước lớn đứng đầu. Quý vị muốn tu phước lớn nhất, trí tuệ lớn nhất thì quý vị tính nguyện thật thà niệm Phật. đây là thật không phải giả đâu nếu như chúng ta sơ xuất đối với điều này có hoài nghi lỗi lầm này ở nơi chính mình chứ không ở người khác đối với lời nói chân thật của chư phật như lai quý vị ngài không giọng ngữ không ý ngữ không ác khẩu không hai lưỡi người như vậy mà không tin tưởng thì chúng ta còn tin ai nếu chúng ta hỏi vì sao Phật A Di Đà phải giúp đỡ chúng ta như vậy? Chúng ta với ngài có quan hệ gì? Có nhân duyên gì mà ngài cúng dường giúp đỡ ta như vậy? Chúng ta không biết tự mình có nghi vấn Nghi vấn này chính là chướng ngại kỳ thực ở trong kim giao đã nói rất rõ ràng rất thấu đáo vì sao vậy vì quý vị vốn là phật quý vị với ngài có quan hệ gì vốn là một thể mỗi quan hệ này rất mật thiết không phải người một nhà người một nhà không thân thiết một thể đấy Vì một thể là gì? Chúng ta dùng thân của chính mình Dí cho Phật a di Đà. thể chúng sanh là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi Ngũ tạng lột phủ của chúng ta Đây gọi là một thể Hết thể chúng sanh là con cưng của Phật A-di-đà ngài có thể không cúng dường sao quý vị hiểu được đạo lý này nghi hoặc của quý vị hoàn toàn được sạch hết không còn nghi hoặc ở thể chúng sanh mỗi một chúng sanh đều là con cưng của phật a di đà một thể cho nên ngài chiếu cố không sót một ai Phát đại nguyện năm kiếp tu hành Tu được rồi thì cúng dường Cúng dường tài Chính là cúng dường phước bao Cúng dường trí huệ ở thế giới cực lạc Hàng ngày giảng kinh nói Pháp cho quý vị Giúp quý vị khai mở trí huệ Giúp quý vị nâng cao cảnh giới Lợi ích này đến đâu để tìm Biện pháp giới hư không giới Đều không tìm được Chỉ có thế giới cực lạc Quý vị có thể không đi sao Lời tôi hôm nay với quý vị nên ghi nhớ Chắc chắn có thể giúp quý vị đoạn nghi sanh tính Giúp quý vị buông xả dạng duyên Nhất tâm chuyên niệm Đời này quý vị chắc chắn thành tựu Phước báo viên mãn Trí huệ viên mãn Không còn xúi dục người Chuyện thị phi nữa Nên làm việc thiện hòa hợp Chắc chắn trong tâm Niệm niệm Hy vọng hết thảy chúng sanh Trước mắt chúng ta Không cùng quốc gia Không cùng sắc tộc Không cùng văn hóa tín ngưỡng tôn giáo khác nhau Đều là người một nhà mỗi niệm hy vọng mọi người thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Không nên có phân biệt, không nên có chập trượt thì thế giới này quá tuyệt vời sự việc này có thể làm được không làm ngay từ bản thân chúng ta chúng ta có thể làm được nhưng chúng ta chỉ bỏ ra Tuyệt đối không cầu người khác phải như vậy đối đại với mình Chúng ta sẽ làm thật quan hệ thật vui vẻ Nếu như cái nào cũng cầu Tôi tốt với bạn thì bạn cũng phải tốt với tôi Vậy thì phiền não của quý vị đã đến Ta tốt với họ, họ vì sao không tốt với ta Ta tốt với họ, họ chưa cảm nhận được chúng ta tốt với họ Nói cách khác Chúng ta tốt với họ còn chưa đủ Họ còn chưa cảm nhận được Ngày nào đó họ cảm nhận được Thì họ sẽ đối với chúng ta rất tốt Vì người cùng một tâm Tâm cùng một lý Nhất định không cầu quả báo cho nên chỉ hỏi canh tá đừng hỏi thu hoạch vậy thu hoạch của chúng ta ở nơi nào thu hoạch của chúng ta ở thế giới cực lạc thu hoạch của chúng ta không ở thế giới ta bà ở thế giới cực lạc làm sao biết được vì đức phật a di đà đối với hết thầy chúng sanh trong biển pháp giới hư không giới đều như vậy ta với phật a di đà cùng tâm cùng nguyện cùng hành vi giống nhau thì chúng ta nghĩ mà xem đời sau chúng ta chắc chắn là thế giới cực lạ không phải nơi khác cho nên quả báo này quý vị thấy quá thù thắng bốn điều này nói về khẩu nghiệp